Bạo lực không phải là một hiện tượng mới, song thời gian gần đây lại xảy ra nhiều hơn trong lứa tuổi học trò, bộc lộ tính chất nguy hiểm. Và nghiêm trọng hơn, khi học sinh chỉ vì một mâu thuẫn đơn thuần hay vì vài ba câu nói cũng có thể lao vào đánh nhau, mặc cho nguy cơ ảnh hưởng tới thể chất và tinh thần. Nhiều hậu quả đáng tiếc đã xảy ra. Những giọt nước mắt của cha mẹ cũng đã rơi khi mất đi đứa con ruột thịt. Cũng là lúc dấu hỏi lớn được đặt ra trong việc nuôi dạy của gia đình và nhà trường, nhất là nuôi dạy trẻ trong lứa tuổi vị thành niên. Theo các chuyên gia về tâm lý, các trường hợp đánh nhau phần lớn là học sinh bậc trung học phổ thông, trung học cơ sở, có độ tuổi từ 12 đến 17. Đây là lứa tuổi mà tâm sinh lý của các em có nhiều thay đổi, suy nghĩ bồng bột, thích tự chứng tỏ bản thân, dễ bị bạn bè rủ rê lôi kéo hay kích động, đôi lúc bốc đồng và không kiểm soát được bản thân, dẫn đến những nhận thức lệch lạc và hành động sai. Đã có rất nhiều giải pháp, vô số bài thuốc được kê đơn cho căn bệnh mang tên bạo lực tuổi học trò. Thế nhưng xem ra những đơn thuốc này vẫn chưa đủ mạnh mẽ để dứt điểm tình trạng này, mà còn làm cho bệnh có dấu hiệu ngày càng nặng hơn. Vụ việc một nam sinh lớp 8 bị hành hung nghiêm trọng dẫn tới chết não, nguy kịch những ngày gần đây đang tạo ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Chiều ngày 17 tháng 3 vừa qua, em NHD, 14 tuổi, học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng. Theo gia đình, trong quá trình chơi, cháu D xảy ra mâu thuẫn với một học sinh lớp 6 khác tên là K. Sau đó, K bỏ về nhà gọi anh ruột là M học lớp 10 và bố là T chở nhau bằng xe máy đến sân đình gặp D. Sau đó, K và anh trai của K lao vào đánh cháu D, khiến cháu D bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nhưng do diễn biến quá nặng, cháu D được chuyển lên Bệnh viện Quân y 108 và trải qua 2 lần phẫu thuật. Tuy nhiên do bị chấn thương quá nặng nên đến thời điểm hiện tại cháu D được xác định đã chết não. Không còn hy vọng, gia đình đã đưa cháu D về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục dùng thuốc hỗ trợ thở máy cho đến khi không thể thích ứng với cơ thể. Thời gian còn lại là rất ít, tính từng ngày từng giờ. Ngay sau khi luật sư Nguyễn Anh Thơm đăng tải thông tin lên Facebook cá nhân, đã rất nhiều người đồng cảm và chia sẻ với mất mát của gia đình cháu D. Khi biết hoàn cảnh của cháu D có bố đã mất vì tai nạn giao thông cách đây 3 năm, mẹ bán hàng rong để mưu sinh, cộng đồng mạng đã quyên góp hỗ trợ tiền giúp cháu D chữa bệnh. Nhưng khi nhận được hơn 100 triệu đồng, chị Lan, mẹ của cháu, xin tri ân, cảm tạ tấm lòng của mọi người và xin ngừng nhận hỗ trợ. Vì chị biết con khó có thể được cứu sống, sự sống của con cố gắng chỉ duy trì được vài ngày. Trưa ngày 26 tháng 3, chị Nguyễn Thị Lan, 39 tuổi, xin chuyển con trai từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để gần gia đình. Nhìn con nằm thoi thóp trên giường bệnh, duy trì sự sống bằng máy thở, người mẹ đơn thân không còn thiết tha sống. Chị Lan nói, con được dùng thuốc hỗ trợ thở máy cho đến khi không thể thích ứng với cơ thể. Thời gian còn lại chị tính từng giờ từng phút, tôi chỉ mong một phép màu dù xác định là đã mất con rồi. Từ khi con trai gặp nạn, chị Lan không rời con nửa bước. Nghe bác sĩ nói về tình trạng của con, chị đã ngất lịm. Sau khi được các y bác sĩ tiêm thuốc hồi sức, chị Lan tỉnh dậy nhưng nước mắt cứ tuôn dài, trên gương mặt khắc khổ. Thương cảm với hoàn cảnh của mẹ con chị Lan, cộng đồng mạng đã quyên góp và hỗ trợ tiền giúp cháu D chữa bệnh. Chị Lan khóc nấc, cháu D đã chết não hơn một tuần. Các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng đã cố gắng hết sức. Nhưng do cháu bị quá nặng, đến thời điểm hiện tại gia đình tôi xác định là đã mất con. Chị cho biết hiện con trai chị được điều trị tại tầng 5 khoa hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, bác sĩ nói con diễn biến xấu, không có hy vọng. Trong quá trình chăm sóc con trai tại bệnh viện, sáng nay một người bác của gia đình đã đánh con chị vào trong phòng bệnh với mục đích chăm sóc con trai chị. Tuy nhiên, chị Lan không đồng ý và mời người này ra khỏi phòng bệnh. Tôi không rõ họ đến khi nào và vào phòng bệnh bằng cách nào, nhưng tôi không cho đến gần con trai tôi. Đến giờ phút này, nhà tôi không cần gia đình chị chăm cháu. Gia đình chị Lan mong muốn những người đã đánh con trai chị sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cũng liên quan đến vụ việc này, luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, người bào chữa cho nạn nhân nói rằng, quan điểm của ông và gia đình là đề nghị cơ quan công an điều tra xử lý đúng người đúng tội. Việc gia đình nghi phạm đến chăm sóc nạn nhân không nói lên điều gì vào lúc này. Qua kênh Facebook cá nhân, luật sư Thơm cũng nhận được nhiều tin nhắn từ bạn học của nam sinh. Qua tin nhắn, bạn học của D gửi lời tâm sự, chụp ảnh những chú hạc giấy mới gấp, nhờ luật sư Thơm đưa đến cho bạn học của mình đang nguy kịch trên giường bệnh.
Có tin nhắn cho biết các bạn của D đã gấp hơn 1.000 con hạc giấy cầu nguyện cho em. Luật sư Thơm cho rằng cần xem xét vai trò đồng phạm của người bố em K. Bởi những căn cứ biết con xảy ra mâu thuẫn, nhưng do bên con đã cùng hai con đi xe máy đến để gặp bé giải quyết. Thông thường với việc trẻ em mâu thuẫn thì người bố cần phải hỏi rõ cho bé sự việc, khuyên giải. Nhưng ông bố này đã bỏ mặc để cho hai con xông vào đánh bé mà không can ngăn. Nếu người bố có mặt, đứng ngay gần đó để mặc cho con xông vào đánh cháu bé, thì bố là người giúp sức, ủng hộ về tinh thần. Nếu không có bố đến cùng, thì các con đã không dám đánh bé tàn ác như vậy. Xét về tương quan lực lượng, bên phía đối tượng có 3 người áp đảo. Trong đó đối tượng lớp 10 có thông tin đang học boxing, trực tiếp đánh bé với kỹ thuật cao. Bên phía cháu bé chỉ có một mình hiền lành, lo sợ, không dám chống lại hay bỏ chạy, đã bị đánh chấn thương sọ não. Hành vi của người bố trong trường hợp này cần xem xét với vai trò đồng phạm là có căn cứ. Trước tình trạng gia tăng của bạo lực học đường thời gian qua, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Đào tạo Bồi dưỡng, Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, rõ ràng ở một góc độ nào đó, văn hóa ứng xử của học sinh, sinh viên đang có những chiều hướng đáng báo động. Trong đó những hành vi như bạo lực học đường, cả về xâm phạm thân thể cũng như tinh thần của học sinh ngày càng nhiều hơn. Điều này cho thấy những biện pháp giáo dục về văn hóa ứng xử trong nhà trường có thể chưa thực sự phát huy hiệu quả và chưa đáp ứng, thích ứng được yêu cầu của sự phát triển. Còn theo Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, hiện nay chương trình giáo dục còn nặng nề về kiến thức mà chưa thực sự chú trọng những kỹ năng và giá trị sống, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Nhiều học sinh chưa trang bị được đủ các giá trị giáo dục sống như yêu thương, tôn trọng, khoan dung. Học sinh không được giáo dục một cách đầy đủ về những việc này, thì khi tiếp cận những cái xấu, các em dễ làm theo, dễ bị lôi kéo, thậm chí kích động dẫn tới những hành vi bộc phát. Rất nhiều vụ việc bạo lực học đường, đánh nhau giữa học trò xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ, đôi khi chỉ là những mâu thuẫn qua mạng xã hội. Các chuyên gia giáo dục và tâm lý đều có chung nhận định, môi trường sống, gia đình, nhà trường và xã hội có tác động rất lớn đến hành vi của thanh thiếu niên hôm nay. Trong đó, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lẽ ra phải là người có vai trò chính trong việc ngăn chặn bạo lực học đường. Rất tiếc là những hành xử từ người lớn giờ đây cũng có đôi lúc có chỗ lệch chuẩn và ảnh hưởng tới hành vi của giới trẻ.